Có một em rất là xinh, em ấy đang làm môi giới và em ấy đang làm trong một cái văn phòng môi giới bất động sản. Cái văn phòng này thì có khoảng độ 7 anh em ngồi với nhau. À, chứ là không có tướng và không có quân gì cả. Ông nào cũng làm tướng và ông nào cũng làm lính. À, mọi ông là vai vế là bằng nhau. Thì tất nhiên là cũng có một hai ông là mồm to, làm lâu đời, già đời thì thường là mồm to hơn. Hoặc là thằng nào bán được nhiều hơn thì cũng mồm to hơn. Và cái văn phòng đó thì nó hoạt động nó cũng rất là vui vẻ vì nó không có mắng chửi, không có ra lệnh gì cả vì nó bằng phân với nhau mà. Nhưng bây giờ các ông ấy bây giờ muốn là làm sao để phát triển cái văn phòng ấy lên. À, thì có một hôm bạn ấy gọi điện cho tớ bảo anh Hoàng ơi, giờ có mưu gì anh bày mưu tính kế cho em phát để em cho cái văn phòng nó hoành tá tràng lên. Thì báo cáo với các đồng chí nào mà đang làm văn phòng ấy thì tớ sẽ chia sẻ cái bí kíp để mình có thể phát triển cái văn phòng. Tuy nhiên là khi tớ hỏi kỹ hơn thì mình mới hỏi là thế về tiền thì như nào, và tiền thì đến tháng đóng tiền nhà thì các quan là góp ăn dưa góp với nhau rồi, thế thì bán được thì có Campuchia gì trích quỹ gì về văn phòng không, thì bảo là đóng 10%, ví dụ bán được kiếm được 50 triệu thì đóng 5 triệu và gọi là để tiền điện nước rồi tiền thuê, trả tiền thuê nhà đấy. Thế sau mình hỏi thế bây giờ mà có thằng này nó thỉnh thoảng nó mới lên hoặc nó nghỉ khoảng độ một tháng nó không đi làm thì có thu tiền nó không, thì bạn bảo là thực ra mấy anh em chơi với nhau thì thoải mái vui vẻ thôi thì vẫn đóng, tất cả mọi người vẫn đóng, còn nếu mà ai nghỉ thì thôi chứ còn vẫn làm việc thì vẫn đóng. Thế bây giờ ví dụ như mà kiếm người mới về thì sao, bảo người mới thì cũng vẫn làm bình thường thôi, tức là nó trong tình trạng là quý mến nhau và sân xê gọi là sàng xê với nhau, à, mỗi người thêm bớt nhau tí. Và bây giờ ý của em ấy là muốn phát triển, thì báo cáo với các quan lớn là như thế này, tình hình là muốn phát triển một cái văn phòng ấy thì bắt buộc là nó phải xây mô hình, một mô hình gọi là một doanh nghiệp. Đấy. Ví dụ như một cái cộng đồng dân cư mà muốn phát triển thì bắt buộc là phải có chính quyền, một là lý trưởng, hai là xã đội trưởng hay là bá kiến các kiểu gì đấy, phải có thằng cầm đầu nhá, và rồi phải chia công chia việc ra. À, thằng nào làm đến đâu thì hưởng đến đấy, giống như mẹ ngày xưa là nước mình ở thời bao cấp ấy, à, từ hồi năm 76 đến năm 86 ấy, thời kỳ bao cấp ấy, thời kỳ đấy là ai không làm như nhau hết, à, đều có tem phiếu, đều lĩnh phần như nhau hết, thế nên bảo mẹ mày thì công như nhau thì tao việc chó tao phải làm cho nó mất mệt người ra, làm nhiều chả được cái gì cả, thằng làm ít thằng ngồi chơi nó vẫn được hốc như mình luôn. Thế thì không làm nữa, thì câu chuyện là đối với một cái văn phòng thì chắc chắn là phải có thằng lãnh đạo đấy. Rồi các vị trí, ví dụ như nguồn hàng, ví dụ như là những cái công việc sửa chữa rồi thì thuê nhà rồi điện đóm các kiểu, nếu mà trong công ty thì nó gọi là phòng hành chính nhân sự đấy, hồ sơ giấy tờ của văn phòng đấy thì phải có những cái việc đấy, rồi thì tổ chức cái liên hoan văn hóa, gọi là bộ phận văn hóa là đời sống anh em đấy, tất nhiên là nó cũng gom vào cái phần nhân sự hết nhưng mà chia nhỏ ra mỗi thằng một đầu việc. À, bây giờ gì thì rồi thì luật lệ, à, anh em hình dung không, thì trong một cái đất quốc gia thì nó phải có người đứng đầu quốc gia và có pháp luật đấy. Thì một cái sàn, một cái văn phòng muốn phát triển thì bắt buộc là phải có các bộ phận ban bệ, người đứng đầu và người đứng cuối, cộng với là gì, là luật, nhà nước gọi là pháp luật, nhưng mà đối với doanh nghiệp hay mới sàn thì nó gọi là quy chế hoạt động hay là nội quy, muốn gọi cái gì cũng được nhưng mình hiểu nôm na nó là cái luật để mà cùng thực hiện. Ví dụ như là đóng góp là bao nhiêu tiền, ví dụ như nếu như mà có lợi thì chia kiểu gì, lỗ thì chia kiểu gì, việc chung thì ai làm thì được hưởng bao nhiêu tiền đấy, rồi hợp tác với nhau, ví dụ ông nguồn ông khách thì chia kiểu gì, rồi cái ông đi hỗ trợ thì chia kiểu gì đấy. Nên câu chuyện ở đây là nó từng đầu việc phải ghi rõ ra và quyền lợi và nghĩa vụ của từng đầu việc, nếu ông ăn cái tiền này thì ông phải làm gì, à, để nó rõ ràng để tránh tình trạng là tranh cãi và ghét nhau ngầm đấy. Bình thường thì anh em chơi với nhau chia tiền hơi thì dễ lắm, nhưng mà tiền thật nó về được dễ chửi nhau lắm đấy. Đấy. Anh em hình dung không, đấy rất dễ chửi nhau, tiền hơi nhiều khi vẫn còn chửi nhau nhưng nó là tiền thật. Nên câu chuyện là
phải rõ có luật. Nên nếu như là các quan bác mà hiện tại đã đang làm văn phòng tự do, các chú cò chỉ gọi là tụ tập về một cái ổ thôi và cùng tụ với nhau và cùng làm nghề, thì thôi, thì nếu mà không có tư duy lãnh đạo, không có tư duy phát triển thì thôi cứ kệ mẹ cái đảo, cái ổ cò đấy, thì cho nó được đến đâu thì hay đến đấy, coi như là chỗ vui. Nhưng nếu thực sự mà muốn phát triển thì bắt buộc là phải xây dựng mô hình là doanh nghiệp. Tất nhiên là mình cũng không cần thiết là phải thành lập doanh nghiệp, mặc dù luật đã quy định là phải thành lập doanh nghiệp, nhưng mà nếu như mình không muốn, mình không xác định lâu dài thì hoặc là chỉ muốn thử ấy, thì mình cũng coi như là một cái doanh nghiệp, nhưng mình làm một cái biên bản hợp tác, một cái biên bản gọi là ghi nhớ, và mình cũng không cần phải 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 đăng ký kinh doanh gì hết, đúng không? Mình có hoàn toàn có thể là mấy anh em ngồi với nhau ra một cái nội quy chung và ký vào đấy, bầu là trưởng nhóm trưởng chẳng hạn đấy, hoặc là đội trưởng cái gì đấy cũng được, mà thôi gọi mẹ nó là giám đốc với cho nó oai nhỉ. Việc chó thì phải gọi là đội trưởng cả nhóm trưởng trông nó cứ kiểu như đa cấp ấy, đúng không? Gọi mẹ luôn là giám đốc, một ông này là tổng giám đốc, một ông kia là giám đốc kinh doanh, một ông là giám đốc marketing đấy. Thì đi gặp khách thì cứ giới thiệu và bác giới thiệu anh ở đây là anh giám đốc kinh doanh, ở đây trưởng phòng kinh doanh đấy, nên nó oai đúng không nhỉ? Nói vui thôi nhưng mà cái tên nó không quan trọng lắm nhá, nhưng mà phải xây mô hình công ty có luật lệ, rồi có thưởng có phạt và chia rõ quyền lợi và nghĩa vụ của từng bộ phận, từng cá nhân. Rồi thì những cái đầu việc cần phải phát triển, ví dụ như tìm nguồn hàng về thì lợi nhuận như thế nào, hoa hồng ra làm sao, tìm được nhân sự mới về họ kinh doanh, họ bán ra sản phẩm mới thì nó sẽ như thế nào đấy, thì mọi cái chúng ta phải tính, thì lúc đấy thì chúng nó mới phát triển được. Giống như một cái chiếc xe thì nó bắt buộc nó phải đầy đủ bộ phận, thì nó ví dụ như là xe mà nó không có bánh thì động cơ có khỏe đến mấy thì khỏe, xăng có đầy chăng nữa, nội thất có đẹp có mát rượi chăng nữa, nhưng mà không có bánh thì nó không thể đi được, đúng không? Hoặc là xe đẹp nhưng mà nó thiếu mất đèn chẳng hạn, thì tối là không đi được, nằm im một chỗ, hoặc đèn đóm các thứ, còi kiếp các thứ đầy đủ nhưng mà không có phanh thì cũng chỉ đi lờ già lờ giờ thôi đấy, này không thể đi được đấy. Nên là thiếu một bộ phận thì tất nhiên là cái xe nó vẫn hoạt động nhưng mà nó không đi nhanh và đi xa được đấy. Nó sẽ đến một lúc nào đó nó rủi ro, nó được gây tai nạn, nó nói khái là kiểu gì cũng sẽ có rủi ro trục trặc. Nên là bí quyết tóm lại là nếu các bạn thật sự muốn phát triển thì bắt buộc chúng ta phải học cách xây dựng cái văn phòng với mô hình của một doanh nghiệp, thì lúc đấy chúng ta mới có cửa để chúng ta phát triển. Và nếu mà chúng ta không sẵn sàng tinh thần để mà thử thách trải nghiệm mới thì thôi cứ tập hợp cái đảo cò đấy nha, kiếm được hạt thóc nào thì mổ thôi, chứ còn để mà xây mô hình doanh nghiệp thì chúng ta cần phải học nhiều hơn và có cái tư duy thủ lĩnh. Tất nhiên là tớ chỉ chia sẻ thôi, còn nếu anh em mà muốn thực sự là chuyên sâu mà muốn phát triển cái mô hình doanh nghiệp, xây dựng văn phòng, thì tớ có một cái chương trình huấn luyện để gọi là xây dựng cái sàn, cái văn phòng bất động sản. Anh em có thể nghiên cứu trong cái website, anh em có thể nghiên cứu vào trong website là hoangbds.vn. Nhưng mà thôi trước mắt thì mình cứ học tốt nghề môi giới đã, khi nào mà xác định là kiếm được nhiều tiền rồi, xong rồi quyết tâm rồi thì bắt đầu mình nghĩ đến sàn với cả văn phòng, đúng không? Anh em nào mà muốn học nghề môi giới thì đây em có một cái khóa học miễn phí những cái chiến lược, những cái mô hình cơ bản để làm sao chúng ta định hướng cái phát triển cái nghề môi giới của mình cho nó nhanh, nó chuẩn, nó dễ ra tiền và nó trường tồn. Khóa học có tên là môi giới bất động sản cơ bản từ A đến Z, và anh em có thể gõ, một là quét mã QR, hai là gõ môi giới.hoangbds.vn để mình đăng ký học miễn phí. Thôi cảm ơn các quan bác đã xem và ủng hộ kênh của em, và hẹn các bác ở video sau nhá.